Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với TX Shop. Thì như các bạn có thể thấy rồi, hiện tại chúng ta là thời tiết mùa hè và đặc biệt là Hà Nội ở thời điểm này đang cực kỳ nóng. Và tất nhiên rồi, một trong những câu hỏi mình được đặt nhiều nhất đó chính là chúng ta nên sử dụng các sản phẩm pomade nào dành cho thời điểm mùa hè. Thì thật ra ở thời điểm hiện tại sử dụng bất kể một sản phẩm pomade nào cũng được, bất kể chúng ta thích sản phẩm gì. Nhưng mà đối với những người không chúng ta muốn sử dụng sản phẩm pomade để hướng đến những việc gọi là cái việc là chúng ta cần có một chút gì đó lịch sự để cho đi có thể đi làm, đi học hoặc là đi các cái sự kiện nhỏ mà chúng ta chưa dùng quá quen với một sản phẩm pomade nào ấy, thì đây sẽ là một số các cái sản phẩm mà mình khuyến khích các bạn nên sử dụng vào thời điểm mùa hè này. Bởi vì đặc biệt vào thời điểm mùa hè thì thời tiết Hà Nội nó rất là nóng, nóng kinh khủng luôn. Thì chúng ta sẽ phải lựa chọn những sản phẩm pomade nó có chiều hướng nó giảm bớt độ bóng là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta sẽ có phải chọn các sản phẩm có chiều hướng mùi không quá nặng. Bên cạnh đó thì việc chúng ta sử dụng một sản phẩm pomade ở thời hiện tại nó phải có một chút các cái gọi là hút dầu, hút ẩm. Và tất cả những cái đặc điểm đó mình nhắc đến ở đây thì thường chúng ta sẽ hướng đến tất cả các dòng sản phẩm pomade gốc clay. Như các bạn thấy mình đang sử dụng một sản phẩm pomade gốc clay, nó đem cho mình mái tóc có một độ bóng ở mức vừa phải, dễ chịu. Bên cạnh đó nó tạo cho mình cái cảm giác nó sẽ hút dầu này, nó sẽ một phần nào đó khô, nó không bị bết, quá dính và quá ẩm ướt như các sản phẩm pomade gốc dầu hoặc pomade gốc nước. Và đặc điểm của dòng sản phẩm pomade gốc clay đó chính là nó rất là dễ, chúng ta có thể gội, rửa mà không gặp một chút khó khăn nào cả. Và bây giờ mình sẽ khuyến khích cho bạn 5 cái dòng sản phẩm mà chúng ta nên sử dụng trong mùa hè về các sản phẩm pomade. Thì cái thương hiệu đầu tiên mình muốn giới thiệu cho các bạn trong cái series này đó chính là Ruzo. Đối với Ruzo thì chúng ta sẽ có hai sản phẩm, một là sản phẩm clay pomade, hai đó chính là fiber. Thì trước tiên chúng ta sẽ nói về sản phẩm clay trước. Thì đối với sản phẩm clay pomade này, nó là một sản phẩm có chứa clay, thì cái điều đầu tiên chúng ta nghĩ đến ngay đó chính là nó có hỗ trợ chúng ta hút dầu, hút ẩm đã. Bên cạnh đó thì cái việc chúng ta sử dụng sản phẩm này ấy, nó sẽ giúp chúng ta ngoài cái việc chúng ta có được một vẻ ngoài lịch sự này, rất là dễ có thể kiểm soát, rất là dễ có thể tạo kiểu lại. Và cái việc chúng ta quan trọng nhất ở thời điểm này đó chính là nó có mùi hương rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái để chúng ta có thể kết hợp với tất cả các sản phẩm bụng nước hoa. Tiếp đến nó sẽ hỗ trợ chúng ta hút dầu, hút ẩm, và đó là một trong những cái điều cực kỳ quan trọng khi chúng ta sử dụng nói về mùa hè. Và sản phẩm tiếp theo mình muốn nói đến đối với Ruzo đó chính là Ruzo Fiber Pomade. Thì đối với những bạn nào đã biết rồi thì fiber nó sẽ giúp chúng ta tạo những sợi tơ, và đặc biệt vào cái mùa hè này nó sẽ giúp chúng ta cố định cái mái tóc cực kỳ tốt, cực kỳ tốt luôn. Bởi vì khi mà trời nóng ấy, thì các cái sản phẩm chúng ta thường những cái sản phẩm như là gốc nước nó sẽ ở chiều hướng giữ nếp không được quá cao, gốc dầu thì nó sẽ chiều hướng nó mềm, nó oặt xuống, nó không giữ được quá tốt. Thì cái sản phẩm fiber này là một cái lựa chọn cực kỳ tuyệt vời dành cho những ai muốn hold form, hold cái mái tóc của mình ở cái mức tối đa nhất. Nó sẽ tạo những cho chúng ta những cái sợi tơ liên kết mái tóc của chúng ta rất cực kỳ chắc chắn. Không chắc chắn đến cái mức gọi là đóng cục trên đầu, nhưng chúng ta sẽ rất là dễ để có thể kiểm soát, để có thể tạo kiểu lại. Nhưng mà có một cái điểm trừ nhỏ dành cho cái sản phẩm này, đó chính là khi mà chúng ta tạo kiểu lại ấy, thì các bạn nên có lược và nước, đừng nên dùng tay trực tiếp, bởi vì khi mà chúng ta dùng tay trực tiếp nó sẽ hơi tạo ra hơi bẩn một chút. Đối với sản phẩm thứ hai mình muốn giới thiệu cho các bạn thì sản phẩm này nó khá là mới, nó hơi mới một chút. Thì đây chính là Uppercut Deluxe Matte Pomade. Thì đây là một sản phẩm mình đã review rồi. Thì dành cho các bạn nào chưa biết thì Uppercut Deluxe Matte Pomade là một sản phẩm pomade gốc nước kết hợp với clay. Chúng ta khi mà sử dụng các dòng sản phẩm pomade gốc nước này thì nó có một cái nhược điểm, đó là khi chúng ta trải nghiệm lên mái tóc ấy, cái chúng ta sẽ mất thời gian khô khá là lâu để chúng ta có thể tạo được cái một cái form tóc ổn định. Thì đặc biệt đối với sản phẩm Uppercut Deluxe Matte Pomade này thì nó ngoài cái việc hỗ trợ chúng ta hút dầu, hút ẩm, thì cái nhược điểm của nó khá là lớn khi mà chúng ta mất đến tầm khoảng 30 phút, thời gian tối đa là 30 phút để chúng ta có thể khô hoàn toàn sản phẩm và cố định sản phẩm trên mái tóc. Và khi mà nó đã khô rồi nhá, khi mà nó đã khô rồi thì cái việc để mà các bạn có thể tạo kiểu lại hoặc là mất đi cái form tóc hoặc là mái tóc của chúng ta bị tung thì nó rất cực kỳ khó. Cái này mình đã trải nghiệm rồi và mình khẳng định với các bạn nó cực kỳ khó để chúng ta có thể mất đi form tóc đối với sản phẩm Uppercut Deluxe Matte Pomade này. Đến với cái hãng sản phẩm thứ ba mình muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là một sản phẩm đến từ khu vực Đông Nam Á. Và nói đến đây thì có thể một số bạn sẽ ngờ ngợ ra ngay. Ở Đông Nam Á chúng ta có Thái Lan, chúng ta có Malaysia. Thì đây là một sản phẩm đến từ Malaysia, đây là Vem Clay Pomade. Thì đây là một sản phẩm clay pomade mình đánh giá cực kỳ cao khi mà chúng ta có thể vừa vuốt được thay sáp, vừa có thể sử dụng như một sản phẩm pomade được. Nó sẽ rất là linh hoạt để cho chúng ta có thể sử dụng và bất kể trong trường hợp nào. Ví dụ chúng ta đi học chẳng hạn, chúng ta cần một cái gì đó nhẹ nhàng, hãy dùng một ít sử dụng sáp, nó vẫn cho chúng ta một cái hiệu năng cực kỳ ok. Và nếu chúng ta đi một cái sự tiệc, chúng ta đi một cái sinh nhật, chúng ta đi một cái sự kiện nào đấy thì chúng ta có thể dùng liều lượng nhiều hơn một chút, nó sẽ cho chúng ta một cái hiệu năng như một sản phẩm pomade vậy. Và đặc biệt đối với sản phẩm này, nó sẽ tạo chúng ta độ khô, sự thoải mái cho mái tóc. Bên cạnh đó, cái việc không nặng đầu là một cái ưu điểm cực kỳ lớn của sản phẩm này. Và ngoài ra nó vẫn hỗ trợ chúng ta hút dầu, hút ẩm cực kỳ tốt.
Và tiếp theo một sản phẩm rất tiếc mình không có sẵn ở đây, nhưng mà nếu bạn nào đã sử dụng các sản phẩm clay pomade nhiều, chắc chắn các bạn sẽ biết đến Sear Revival Clay Pomade. Thì đây là một sản phẩm mình đánh giá cực kỳ cao về hiệu năng cũng như là về các cái tạo kiểu lại, về khả năng nhẹ đầu, hút dầu, hút ẩm. Những cái sản phẩm này cho chúng ta hiệu quả. Nó tất nhiên khả năng hút dầu, hút ẩm đối với một sản phẩm pomade nó chỉ dừng lại ở ngưỡng nào đấy thôi, chứ nó không thể hút dầu quá tốt như các sản phẩm ví dụ như là Han Quick San, hoặc là các sản phẩm hút dầu hút ẩm như là Kevin Murphy Rock Rider được. Những cái sản phẩm đó, những sản phẩm hút dầu quá tốt rồi. Còn đối với pomade ấy, thì mình đánh giá cực kỳ cao đối với cả Sear Revival. Bên cạnh đó thì cái đặc điểm cực kỳ lớn của Sear Revival đầu tiên là nó cho chúng ta một lượng dưỡng chất rất rất lớn. Khi mà chúng ta xả tóc đi, mái tóc chúng ta sẽ trở nên mềm mượt rồi nó vô cùng thoải mái. Rồi cái hãng sản phẩm cuối cùng mình muốn recommend cho các bạn trong clip lần này đó chính là dòng sản phẩm Rim. Đối với Rim thì chúng ta sẽ có cả clay pomade, sẽ có cả oil spray pomade và sẽ có cả waterway pomade, thì chúng ta sẽ tùy chọn. Và tất nhiên đối với trong mùa hè này thì mình khuyến khích các bạn nên lựa chọn các dòng sản phẩm clay pomade. Nó sẽ đem lại cho chúng ta một mái tóc có form cực kỳ cứng. Đối với dòng sản phẩm của Rim thì chúng ta sẽ có một cái nhược điểm, đó chính là khi mà vuốt lên tóc nó tạo ra một bụi rít khá là lớn, cực kỳ lớn. Và nếu mà bạn nào sử dụng sản phẩm này thì mình khuyên các bạn nên sử dụng kèm theo một số các sản phẩm pre-styling thiên hướng ẩm và mượt một chút. Nó sẽ tạo cho chúng ta một độ rít khá lớn, nhưng bù lại nó có cái độ cố định form tóc cực kỳ ổn. Và đó là năm cái thương hiệu mình muốn giới thiệu cho các bạn sử dụng cho các dòng sản phẩm pomade ở trong mùa hè này. Và tất nhiên rồi, nếu bạn nào biết thêm cái thương hiệu nào hoặc là chúng ta đang sử dụng sản phẩm pomade nào dành cho mùa hè thì các bạn hãy nhớ để lại dưới phần comment để chúng ta có thể cùng thảo luận cũng như là cùng chia sẻ cho nhau về những kiến thức chúng ta hay sử dụng pomade. Còn bây giờ thì cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.